phòng lên chợ. Xe cấp cứu. Xe cấp cứu. Đó, hôm qua nó chặn hết đường này. Đấy, kìa. Đúng kìa. Đấy, đường này nó quá kìa. Đấy, đi qua cao kính lại đi về khoay đi. Bay đi. Đi qua cao kính lại đi về. Cấm đường này quay nhìn nó đéo. Thôi. Cái này mẹ oách luôn. Giờ con lên đây cắt cây nhá, đem gỗ về nấu bánh chưng. Ừ, lấy của tiện đi. Thôi, có ít thôi, chủ yếu. Đâu, quay cái chỗ cột điện kìa. Tao lấy cái chỗ cột điện đấy. Tao ngoảnh ra mà, nhau mẹ hết đi. Đấy, giờ tao mới quay này, tao quay một tí. Về xem chỗ nào lấy được tí nào. Đây là đang cái chỗ cột điện này. Đi đâu nhá. Cây hoa cà. Đây nó vãi không dọn đi. Không có người làm. Đây này, bật ở góc này. Không có người. Nó bảo ông Khải đi cắt thế còn chẳng kịp thì thôi. Giờ làm cái cưa đi cắt rồi quách, quách xò lách đi. Đây, dân tàn dân, để dân chặt thì chặt dân bẻ cho gọn vào. Mấy cây này chắc là không phải ở chỗ này nên không chọn được ấy. Bây giờ phải có cái bên chính quyền đấy lại đổ bên chính quyền nó dọn cái gì được ấy. Cái cây này chắc cây của nhà nước hay gì đấy thì nó chưa gì được đấy, ông nhìn này quay dám dọn đâu mà nó chỉ tụng vào một chỗ nó gọn đấy đường đi thôi. Đấy, bố ai dám dọn đâu rồi cảm dân dân cả. Thấy nhà thờ ấy.